15 giờ rồi. Em khói thôi. Còn Nguyên, đang tại Khương Sinh Nhi, em khói thôi, mình lau đi này. Tiếp tục thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người bộ đồ cách nhiệt chống cháy, được tránh nhôm, chịu nhiệt 1000 độ C. Lần trước thì mình đã giới thiệu bộ đồ 500 độ C rồi, này sẽ là bộ đồ xịn hơn, chịu nhiệt 1000 độ C. Trong cái set đồ này thì có bao gồm là nón, găng tay, giày, quần và áo. Về áo thì có hai mẫu, đây là mẫu có túi dính kín, đây là mẫu cơ bản, đây là cái túi dính kín. Phòng lên đây rồi. Mình sẽ giới thiệu lần lượt. Đây đầu tiên là cái nón. Nón này được thiết kế phù hợp với mọi người. Nó cũng có một tấm kính này, mình nhìn mình làm việc, nó bảo hộ chịu nhiệt cho mình và phủ sâu xuống luôn, có phần yếm phủ sâu xuống. Mình đổ vô cho mọi người xem. Kính rất dày, cứng, nhìn rõ nha. Tất cả các sản phẩm thì đều được tránh nhôm, chịu nhiệt 1000 độ C, chống cháy. Mình giới thiệu xong thì mình sẽ đốt thử cho mọi người xem. Cái đến là đôi dây này. Dây thiết kế đơn giản, dưới là hai sợi dây phía trên. Lên form như thế này đây. Đây là cái bọc dày. Miếng dán. Bọc dày. Không cho các cái tia mặt sắt, tia lửa bắn vào, bảo vệ chân mình. Đây là bao tay, bảo vệ tay. Kế đơn giản thôi, chỉ có một ngón cái và bàn tay, không có từng ngón gì nữa. Đây là quần. Quần thì mình cũng đang mang một cái đây. Đây là sắt quần. Quần này sẽ không có đai thun nhé. Cái này mình sẽ sử dụng cái dây ràng lên vai, để quần lên vai. Mình có thể điều chỉnh kích thước phù hợp với mọi người, cao thấp. Mình cứ mua mẫu rộng rộng xong mình điều chỉnh là được. Chạy nhôm lên nha. Đây là áo. Kiểu dáng rất là thời trang luôn nha. Chạy nhôm nhìn rất là sang trọng. Mặc áo vô là sáng tưng bừng luôn, như ca sĩ luôn. Đây là mẫu áo đơn giản, không có túi khí nha. Mọi người muốn sử dụng thêm túi khí thì mua cái áo giống như mình đang mặc. Mở ra xem bên trong có gì. Khóa dán. Khóa dán, cái này sử dụng khóa dán nhưng gọn tiện lợi. Bộ này rất là nhiều lớp vì cách nhiệt, lớp chắn nhôm bên ngoài, lớp vải bên trong là có một lớp sợi thủy tinh nữa. Và bây giờ mình sẽ test thực khả năng chống cháy xem nha. Để mình nhét tay ra luôn. Khả năng chịu nhiệt chống cháy của bộ đồ này. Làm vậy rồi. Em khói thôi. Con Nguyên, đang tại Khương Sinh Nhi, em khói thôi, mình lau đi nè. Ok nha. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu muốn mua bộ đồ chịu nhiệt chống cháy liên hệ Garan 0981116168. Cần đồ bảo hộ lao động gõ ngay garan.vn.